Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng tôi đang xử lý một cái sự cố, đó là đường ống nó bị vỡ ở phía một rất là cao, nó nằm ngay ở dưới dốc hầm nên rất là khó. Các bạn nhìn thấy cái lỗ vỡ không ạ? Chúng tôi đang xử lý nó, và cái vị trí này vị trí rất là khó xử lý và thường gặp ở chung cư, với đường có thể là tắc đường nước hoặc vỡ đường ống do các cái vật liệu xây dựng trong quá trình căn hộ họ thi công trước lúc vào ở, dẫn đến nó vỡ cái đường ống này. Và chúng tôi đang phải vá lại cái đường ống đấy, và cái này cũng khá là đơn giản, nhưng mà nó nằm ngay dưới dốc hầm nên cũng hơi phức tạp về cái việc cần người đỡ và an toàn cho việc vá này. Và để xử lý những cái sự cố như này thì các bạn nên chuẩn bị đầy đủ. Đầu tiên là các cái ống nối, ống vá, keo để xử lý một cách hiệu quả nhất. Và đối với những cái chung cư mà cư dân đã về ở đã lâu rồi ấy, thì thường xuyên phải vệ sinh định kỳ các cái đường ống trục này để tránh cái trường hợp là nó sẽ bị tắc và trào ngược ở trên các cái căn hộ phía trên, gây nguy hiểm cũng như gây thiệt hại về tiền, vật tư, vật chất của các cái căn hộ phía trên đấy. Xin cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi video. Nhớ like và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.